và sau màn nhạt bần to cam bị chi to đầu tiên hai đi cứu chụp vẽ trong cái để dựng xong từ chụp từ sạp từ căn phẹn như chụp luôn piru đầm bay bần chọp phải đầu bóng đi sau màn nhạt và cool bị rẽ từ lục bật ra cho lo chụp một phẹn như mà xong chưa bạn đầm bóng xong từ sạp từ phẹn như phải chạm ca nơi không khai bật đầm bóng lục càng đi bình đó thằng ta miền ấy play bị cam phẹn như một bạn được số lục càng đi bạn chụp được số lục càng đi bật nên miền được ra ấy chụp chụp mà xong chơi bạn đã từng nghe mình thấy đại ca mối thơ từ rồi là cám chặt trở vạ trường côn chọp là sáo bạn từ sầm là cây chặt luôn bạn sầm chơi nhưng mà ta ta rương ra cả làng nơi nông sọc na phum na bạn bạn là lục vật ra ở phố miền trung côn bị chết ở trụ sam sập rầm bờ chấm mục là bò lục bong tiệt côn luôn nơi phum chơi khum chơi phum chơi thay khum chơi sọc mọc cú khai bắt được món tây ban cầm lang ăn cà sọc mọc cú lớn chặt luôn không bắt là mới chặt đánh cả này chặt sáu bằng khang tục côn đầu chặt sáu chặt cho vãi chướng chọt chọt được sáu ba mình ao côn đá để không tìm được nơi phum khum hàng lớn đi bạn rồi tôi xem bạn kênh quạt luôn luôn càng đi thật ta chun song say chưa phụ nữ luôn xa thiệt tầm ấy là lúc chi ở phố chung quân vị chất nâng bàn xa được hiệp tha luôn bật chế bán dốc chế vã nâng chắc bằng khen con chùm luôn bày đoàn đòi xá thân nâng con sang phê bật lại con ọp hôm nay nóm con cùng hỏi ta lên phê ôi nơi chạm tiết phê lại ở phục bà nãy trên tầng luộc đồ tay phê mà đó mình khuyên con nâng tiết hồ vay chì tràn đoàn hơi mình riêng cháu coi dốc sao nâng mà chạy con tay mà đó mà đòi chạy là dạp phê mà con nó cứ và dạp phê mình máu tự đọc lên con mà hồi giờ nè không nói đá luôn bật ra và luôn không sụp phía bàn để cá sọc thầm một cố bàn này đằng thá ở phục hàng lớn ít bàn dốc cho vạn nó chả sao câu nâng rối chùm luôn là câu nâng cá sao nâng mua lý xong hết nhà dục bầm bờ cho nam chọc mình hỏi đá chùm luôn tí đòn nâng chả chọc nâng tung món tung chú qua không tốt chùm luôn mới đón nông khai xe xe khí hay là ngay tìm bầm bờ khai đọc phí ní mà đoàn tiệt bởi khuyên chạy đá anh ta mà phục kỳ nạ luôn nơi chật kháng cầm láng của bạn hai xuân ở phục đấy một xa xuân đầm bấy bình chún tư ca dạy lại chùm liếng và trang ca chuyên đốt nâng ca phiền nơi thị trường mà hai lúc bình to tha coi xa xuân cầm láng của bạn bình chún ở phục nâng cầu ít tư ca dạy lại chùm liếng xong ca khai bạc thầm ngốc đầm bấy ăn vọt tàn nị tệ vị thi bình thái mình thấy ca dạy lại chùm liếng khang chùm liếng khang nị thị trường lúc bạn này đang khá khôn ai chọn tay chỉ cao ở vùng này nón thôi khách sạn giá mình nói thôi từ rồi là cam bài mới tiết ba là thay cái và lại tại thôi tiết nắng chắc mình chun tới là cá cho bị bớt thôi từ rồi là cam phải sai từ lưới sơn cổ ma bà ai luôn vật ra xong mình chia cho con tích không khai bắt là món cả nấy thôi từ rồi là cam lại xa chạy cho bạn sao có câu là nít bài nít chúng muốn đi đó mà hai bà tìm mũi cứ chạy chạy sao có câu chốt là co này đó hay nơi vật cô là một tiết hơi ở phục nước do sao để bỏ cho luôn thật ra hơi lượt đi tì nít cứ là phục nước chả sao chương cố chuộc nâng tung món ai chọn nâng và cô là sao tiếc hay nâng tung chú cả này bạn nít cứ nhiên phi đoan hơi nâng khai bạn là mong bạn bạn ở khuôn chụp điệp lên lô càng đi ở khuôn lô vật răng lô sức khả bạn cả ọp rung côn vì miên sầm thán miên cầm rất đại tây ọp rung hay cả thui từ rung đại cám đại kỳ chặt tông thao phi chuyện bọt mà mới kia nó bị nứt tùm húng đại cả thui sẽ cầm một hiệp nô anh chân tốc chun chùm niên bị nứt mưa thật tá ni cứ chưa cầm rất mũi không cả ọp rung côn rứa coi chỉ cả thui từ rung đại cám bằng khang côn mình ao tân nam này bên là côn bầm non bọt cọt nó đại sao đại cọt bả đại du hái hai côn hôm nay ta rút cho tiền sắm hai mình nói còn bọc không chết chạ sao anh đây tên anh nói cái thằng đôi mình tây chìm đi ru mưa ru mạnh mấy luôn miền bắc xa chẳng tha và hai chưa còn ta ôp rum cùng ao thui chân thui cây sơn già cùng ao thui chân to đầu tiên đây chẳng anh ấy nên còn bị ai đây còn tha vì toàn khu khư khung khang 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 đây chẳng anh ấy lấy xong anh nhà bắt to mưa ru tiên mới được chọn lục cầm hương bắt chạm ca này khai tên trai chìm đi xuống lục cầm hương bà chim yêu suông hay bì khai sinh trải mà bực nâng miên ở vầy đi cá lúc đếp chung bì chụp tựa cá bó rõ xong rạp hồi bó rõ dương tựa ốc nế nữ ruông nế cài trái nữ nâng cài ấy tiết ấy nâng chẳng nghe mà cài phết bà xong chơi nhùm ất mới rừng nâng bà bà tao xa cổ rõ một lý phép chả năng tư tha bó rõ nâng tư hôn cá hôn bây đúng hay màu với những mực bạc mà chốt kia đấy chẳng là khuôn từ ra ok hay mà với bằng cô phép thân ta là trong chú ta em đoan lục tục hạ bạc bạc chẳng thể mất tới hay lời chậm buộc bà nhà hà ní đòi xa mơ khơi nơi bà nhà hà và chôm đi hết tớ mình tì cái ca này đi hạ ca chỉ mùi nâng đầy khu ạ phải vót hay thà ông ca ạ phải vót nâng xoan được hiếp đứng
គឺថាបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ចំនួន6ខដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនថាជាបរិសុទ្ធទេគឺថានារីក៏ត្រូវចូលរួមដែរលោកសុខៈបាទបាទហើយបាទហើយគោលការណ៍នេះគឺថាទី1សូមឲ្យចូលរួមមកឈប់អំពើហិង្សាទី2ចែកសម្លេងការងារផ្ទះទី3ដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវមានការពិភាក្សាគ្នាហើយទី4ធ្វើជាគំរូល្អទៅលើការលើកកម្ពស់សមភាពរវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីទី5ធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមគ្នានិងទី6យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីឲ្យបានស្មើភាពគ្នាបាទហើយជាមួយនេះឯកឧត្តមកុលសម្ពល់អភិបាលខេត្តស្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ថាការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អណាស់សម្រាប់កសាងគំនិតសង្គមនៅក្នុងគ្រួសារបើយើងជៀសវាងបាននៅអំពើហិង្សាគឺយើងជៀសបាននៅអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនខូចខាតពេលវេលាក៏មិនខាតបង់ហើយកូនចៅយើងក៏មានសុភមង្គលល្អដែរដូច្នេះហើយឯកឧត្តមអបាខេតបានជំនុំពោឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះធ្វើជាគំរូសម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនាំគ្នាជិះឲ្យផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតបាទព្រោះថាអំពើហិង្សាវាមិនដែលចំណេញអ្វីទាំងអស់លោកសុខាបាទត្រូវហើយបាទអរគុណណាស់លោកកាំងរីមែនទេលោកកំលឿនអូសុំទោសបាទលោកកំលឿនអរគុណច្រើនដែលបានរៀបការអំពីសកម្មភាពរបស់អញ្ញាធោធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់កាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាពិសេសគឺបងបងបរោះអមិញមានសៀកសរងហាន់តគួនបោកពួកអីបោកអាវបុគ្គលអញ្ចឹងទេលោកកំលឿនមានចូលរួមទេបាទបាទនឹងជាគំរូមួយសម្រាប់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់មើលឃើញជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បង្កអំពើហិង្សានឹងគួរតែជៀសវាងបាទទៅទៅលោកសុខាបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណជម្រាបលាលោកណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាមិញគិតពីរឿងបងបងបរោះបបោសដីច្រាំហូបច្រាំតគួនបោកគូអីទៅចេញលោកកាំងរីមកឆ្កុយបាទអរគុណតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអំពើហិង្សាវាមិនល្អទេសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារវាប៉ះពាល់ដល់កូនវាប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍រួមទាំងប្រទេសជាតិទាំងមូលអំពើហិង្សាវាមាន4យ៉ាងទី1ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវចិត្តមិនឲ្យដៃគូសុបាយចិត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិការអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនឲ្យគេកាន់លុយកាន់កាក់អីចាត់ចែងអីទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមអញ្ចឹងទៅអំពើហិង្សាផ្នែកផ្លូវកាយទាត់ធាក់ច្រំមូលក្តិចខ្ញាំអីហ្នឹងបូតច្មោះបូតខ្វាចអាហ្នឹងហិង្សាផ្នែកផ្លូវកាយហើយព្រោះសាមគ្គីភាពផ្លូវភេទគឺមានន័យថាជាប្តីជាប្រពន្ធមិនអាចបង្ខិតបង្ខំបានឡើយត្រូវដឹងទុកតរៈគ្នាថាគ្នាមានជំងឺសុខភាពមិនល្អអីចាំតែហត់នឿយពីថ្ងៃមកហើយយើងថ្ងៃគេទៅកេះមិនកើតអានោះក៏មិនកើតដែរអរគុណដែលសារទៅពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអនុញ្ញាតជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាផ្សាយសារល្បងរបស់រស្មីហងមាស HD TV បងប្អូនដែលមើលតាមអង្គតែនគ្រាន់តែ search ឬក៏ស្រាវជ្រាវប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងឃើញហើយឃើញដំបូងនេះគឺខេត្តចំនួន7គឺខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងតកែវរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមនិងខេត្តកោះចេះចំពោះបងប្អូនដែលមើលតាមប្រព័ន្ធ DTV ហ្នឹងគឺថាអាចមើលបានអត់បញ្ហាចោតទេហើយតាមរយៈខ្សែកាបក៏យើងមើលបានច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមបើកជាបន្តបន្តទៅនឹងឃើញរស្មីហងមាស HD TV កំពុងតែផ្សាយសារល្បងដែលមិនទាន់មានរូបខ្ញុំបាទទេបាទហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្នែកវិស្វកក៏អញ្ជើញទៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃនេះហើយបន្តមកទៅបាត់ដំបងនិងមន្ទីរមានជ័យដើម្បីដំឡើងអង្គតែនបន្តទៅទៀតបាទបាទកម្មបញ្ចប់ពីកម្មវិធីយើងទៅគឺចូលដល់ម៉ោងលោកទធីនិងនាងសិលាលោកនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចរាចរណ៍បាត់មើលផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសនោះគឺសារសំខាន់សំខាន់ដែលបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនមកផ្ញើមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហោមមាស HD TV ខណៈនេះខ្ញុំបាទជឿនបុត្រាខ្ញុំបាទទូចសុខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅ